beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Trong khuôn khổ triển lãm giới thiệu những thước phim chụp bằng máy ảnh Polaroid được diễn ra chiều qua tại Trung tâm Văn hóa Pháp số 24 Tràng Tiền đã khiến cho tất cả những ai tham dự đều hết sức ngạc nhiên. Tức là các cảm xúc của người mọi người xung quanh ấy, rất là thật, không bị giả như mỗi khi pose hình các thứ này kia. Ngoài ra là em thấy cái chất ảnh của này nó có cái gì đấy nó hơi classic mà nói chung là rất hay. Xem những bức ảnh này thì em rất là thích, tại vì nó khác so với những cái ảnh Photoshop bây giờ, là nó chụp bằng ảnh phim và mang một cái phong thái vintage, có nghĩa là nó trở lại vào những cái thời điểm của những năm thập kỷ trước thì nó